Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay thì có anh em nhắn tin cho tôi hỏi là tại sao hôm qua tôi không ra clip. Thì hôm qua rõ ràng là tôi có ra clip nhưng mà hình như là anh em không được phải thuộc diện là được xem. Đấy, chắc là do anh em là tương tác ít quá, tương tác với kênh ít, xem nhưng mà coi như là không bao giờ comment, không bao giờ like. Đấy, thế nên là hôm qua thì nói chung là các anh em mà chăm tương tác thì đều được xem cái clip ngày hôm qua rồi. Đấy, hôm qua thì tôi có phát hành cái clip giới thiệu pack, giới thiệu cái pack Ngọa Hổ Tàng Long là cái pack thứ 3 của tôi. Đấy, thì hôm qua là có phát hành cho anh em hội viên. Tuy nhiên là có các anh em không phải hội viên thì cũng được xem khá đông. Đa phần các anh em không phải hội viên là các anh em tương tác tốt ở trên kênh. Ui đây rồi, đây anh em chơi gì đấy? Sát thủ à? Thì vậy thường ngày ba con thì con này nó cũng chưa có cái ý nghĩa gì với bộ sát thủ ở đâu anh em ạ. Con này thì nó gọi là tạm tạm đầu game thôi. Thì vậy thường ngày thì ghép được với rất nhiều line up. Đấy. Còn bây giờ sát thủ lóc lại rau này, mua con rồng nữa thì nó mới là sát thủ này. Nhưng mà thôi anh em ạ. Thôi, lóc lại làm gì? Cứ bình tĩnh từ tốn thôi. Hôm nay ấy, là tôi chơi là tôi cầm luôn cái pack ngày hôm qua tôi giới thiệu tôi chơi đấy. Tức là pack Ngọa Hổ Tàng Long ấy. Đấy thì hôm nay cầm pack Ngọa Hổ Tàng Long để chơi luôn. Cái video mới nhất luôn để anh em xem là cái pack Ngọa Hổ Tàng Long nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Đa phần các anh em mà tương tác tốt với kênh hay xem kênh của tôi thì anh em cũng biết gần hết rồi. Đấy, còn anh em mà chưa được xem ấy, các em chưa được xem thì các anh em đợi thôi. Cuối tuần này thì tôi cũng public hết cho mọi người, tất cả mọi người cùng xem nhá anh em nhá. Đấy, anh em chỉ xem chậm một chút so với mọi người thôi. Mà nói thật là hôm qua tôi cũng không mở ra cho quá nhiều người xem đâu. Tôi nghĩ là nó cũng giới hạn khoảng 2.000 người thôi, chứ không phải xem như kiểu đợt trước là Tam Pháp Sát Long ấy. Sau khi mở ra cho mọi người cùng xem thì là cũng được khoảng 6-7.000 người xem. Đấy, nhưng mà hôm qua hình như là cũng chỉ giới hạn 2.000 người xem thôi. Thôi thì ít người biết thì nó mới quý anh em ạ. Đấy, dù sao thì nó cũng là cái công sức của tôi, bỏ công sức ra tôi nghiên cứu. Nó mang cái tính chất là bỏ ra khá là nhiều chất xám của tôi. Đấy, không phải tinh vi bình thường nhưng mà làm ra một cái gì đấy mà nó có ích. Đấy, tôi chắc chắn với anh em là anh em cầm nó chơi nó dễ hơn rất nhiều. Thì thôi thì đấy, thì anh em nào mà chưa được xem thì chỉ có trách các anh em thôi, là các anh em tương tác quá ít. Anh em xem, anh em vào xem nhưng anh em chả giờ anh em chịu ấn like, anh em chả giờ anh em chịu comment. Đấy, còn tôi thì tôi vì anh em nhưng mà anh em không vì tôi thì rõ ràng là thôi thì đợi vậy nhá, đợi một tuần. Một tuần thế nào cũng đến được anh em. Đấy, nếu mà anh em không chịu like, còn nếu anh em ngay cái từ clip này anh em ấn like luôn cho tôi, có khi biết đâu ngày mai nó lại hiện lên. Có bao giờ thế không nhở? Ôi thử không nhở? Có khi nào được không nhở? Anh em thử xem nhá. Đấy, còn hôm qua anh em nào xem rồi ấy, mà biết được cái pack rồi, sau đó thì chơi cái pack đấy rồi mà anh em cảm thấy là nó ngon nghẻ thì anh em cũng confirm cho tôi nhá, comment cho tôi một cái cho tôi mừng là tôi đã coi như là giúp ích được cho anh em. Tất nhiên là cũng có anh em có nói là ra pack biết pack để làm cái gì đâu, khi mà mấy hôm nữa thì nó bỏ cái pack để đi, nó bỏ cái việc xếp đội hình đi. Thì tôi nói với anh em là thực ra ấy thì thì cứ cho là sắp tới thì nó bỏ đi, nó bỏ cái đội hình đi, nhưng mà có chắc không? Đấy, một câu hỏi là có chắc chắn là liệu là nó có bỏ không? Hay nó chỉ là cái bảng thử nghiệm thôi. Bảng thử nghiệm là thử nghiệm cơ chế mới là bỏ đội hình đi thôi. Còn biết đâu bản chính thức nó lại không bỏ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vẫn sẽ cứ giúp ích cho anh em. Tôi nghĩ là như thế. Bởi vì là từ bây giờ đến cái lúc update ấy là nó hết mùa. Đấy, mà bây giờ tôi kịp thời tôi ra một cái pack để cho anh em cầm cái pack đấy anh em vào anh em leo rank. Đấy thì đang chấp trời giữa cái việc là từ gác cổng lúc 9 lên kinh. Đấy, cầm cái pack vào tự nhiên lên kinh luôn, có phải ngon không? Đấy, sang mùa mới thì là lên kinh rồi, hay là gác cổng kinh 3 thì bây giờ lên queen thì có vẻ ok không? Ok chưa? Đấy, thay ở việc đấy là bây giờ đợi sang cái mùa sau là update, nó bỏ cái đội hình đi, nhưng mà anh em vấn đề là anh em không có pack ngon để anh em chơi, anh em leo rank cơ, ở ngay tại cái mùa này cơ. Nó thế cơ. Tất nhiên là nó vẫn là có ích anh em ạ. Cái việc ra pack của tôi nó vẫn rất là có ý nghĩa với các anh em đang gác cổng. Đấy, không phải ai cũng là như anh em là bây giờ có người là lên được queen rồi đúng không? Có người là lên được king rồi, thoát cổng lúc rồi, nhưng mà có người vẫn chưa lên được. Thì đấy là những cái người mà cần phải có những cái đội hình ngon nghẻ. Đấy, và tôi là người giúp anh em làm điều đó. Đấy. Đúng không? Úi giời, quá chuẩn luôn, lại còn phải chỉnh. Mùa nào thì nó có cái kiểu của mùa đấy, sang mùa sau nó khác thì tôi lại có cái cách khác để giúp đỡ anh em. Thế anh em yên tâm nhá, nếu mà anh em vào trong cái kênh của tôi thì anh em yên tâm là sẽ không bao giờ để cho anh em thất vọng. Đấy nhá. Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đặng Tấn Thành và anh em Ngô Thanh Sang. Cảm ơn hai anh em đã donate cho tôi. Rất là cảm ơn anh em, và tôi cũng phải lấy làm xin lỗi anh em là mấy hôm trước thì tôi cũng bận nhiều việc thì tôi không để ý là anh em đã donate cho tôi. Thì hôm nay tôi mới cảm ơn được, thì rất là xin lỗi anh em nhé, và cảm ơn anh em luôn. Và tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Trọng, anh em Nguyễn Văn Hậu và anh em Quân Chu đã đăng ký gói siêu cấp hội viên ở trên kênh. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em MX Việt, anh em Vũ Đức Việt, anh em Nguyễn Bin, anh em Brian Trần, anh em Nhật Lê, anh em Amazing W, anh em Hưng Phan là các anh em hội viên mới trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ kênh và ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thị vệ thường ngày lên được 2 sao, assassin lửa yếu ai đài. Anh em ạ, đang phải kẹp eco vào đánh giữ máu đấy. Chuyện này nói chung ấy là tôi thì tôi vẫn quan điểm của tôi là đội hình mạnh một cái là cho bài lên là đánh luôn. Tuy nhiên là đây bây giờ nó không mạnh, nó chưa mạnh, nên là cứ phải từ từ anh em ạ, đánh giữ máu đã. Đấy, có thằng eco này. Tôi thì tôi không có cái thói quen eco, tôi rất ít khi eco. Đây rồi, bài mạnh một cái là cho lên luôn anh em nhá. Đấy, còn trận này thì anh em cũng có thể thấy là nó ra được Thunder Spirit này, ra được The So này, đấy, ra được con ở đây Flame này. Ok, vậy là biết chơi gì rồi đấy, biết chơi gì rồi đấy anh em ạ. 3 mét vào đá rồi, không phải assassin. Trận này chắc chắn không phải assassin rồi. Hôm nay tôi sẽ chơi mết. Hôm nay tôi sẽ chơi mết để trả kèo anh em Nguyễn Minh. Tôi nhớ là cái kèo của anh em Nguyễn Minh ra từ rất lâu rồi. Đấy, mà bây giờ nó mới có cái cơ hội này, ra bài như này. Ok nhá. Thì hôm nay tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Nguyễn Minh. Anh em Nguyễn Minh có comment ước gì anh làm bộ 9m 4 gót 5 rồng mãn nhãn ạ. Sẵn sàng em ơi. Đấy, hôm nay nhá. Sau 2 tuần. 2 tuần anh em ạ. Từ 2 tuần trước. Ok. Đấy, và tôi cũng biết là còn rất nhiều anh em yêu cầu. Tôi cũng đã ok nhưng mà vẫn chưa được anh em. Thì anh em cứ đợi nhá, anh em cứ đợi thôi. Đấy. Anh em các yêu cầu anh em càng dễ thì càng coi như là được lên sóng sớm. Còn các anh em mà yêu cầu khó quá thì chắc anh em sẽ phải đợi lâu đấy. Nha, nên anh em hãy cân nhắc cái việc ra một cái đội hình gì đấy. Có, tôi nhớ là có một vài anh em Insectoid này, có một vài anh em là chơi Glacier Kepland này, và có một vài anh em là chơi thậm chí là gì tứ cự ma. Tứ cự ma nữa, chắc là tuần này cũng phải trả lợ cho các anh em của cái yêu cầu tứ cự ma mới được. Bởi vì cũng khá nhiều người thích cái bộ đấy đấy, cũng coi như là yêu cầu tôi nhiều. Đấy, nhưng mà tôi thì cái bộ đấy thì nó cũng khá khó. Nên là tôi cũng hơi lười. Đấy, thì tôi làm content của tôi. Rồi. Đây lại cho con Lava Saman rồi. Thôi thực ra thì chơi tạm thôi, chứ còn tí nữa thì tôi cũng sẽ chuyển thôi, sang bộ 5 rồng thôi. Bây giờ chơi tạm thôi. Đấy, mua đi. Kẹp 2 đỏ vào thì máu nhiều hơn. Đam thì là có đam đến từ bọn mết đây rồi. Con thị vệ thường ngày là cũng là một cái con gây đam phép đấy anh em. Đấy, nó gây đam phép đấy. Con này nó cũng khá là có hữu dụng nếu mà kẹp thêm vào với cái bộ mết này. Ok. Ui, ăn được thằng này luôn á. Vãi đái. Ăn được một cái thằng mà 6 warrior mà còn 2 con 2 sao. Khỏe thật. Được cái chứ nhở. Bài thì nói chung là nó cũng lèo khèo thế thôi, nhưng mà đầu game thì cũng khá là ổn áp. Gấu này ra 2 con gấu luôn nhá. Kẹp Fanda vào không? Kiếm con Fanda, biết đâu rao sau lổ ra con gấu mết thì nó lại thơm luôn này. Mặc dù ở đây nó là round 10 đấy, nhưng mà tôi vẫn muốn là có một cái gì đấy, nó có một cái cơ hội để tôi kéo cái con gấu mết xuống. Chỉ cần ra con gấu mết thôi ấy, là nó là ngon nghẻ luôn. Gấu mết anh em ạ. Gourmet 1 sao thì cũng phải ấm luôn đến round 15, 16. Ok, tính xem round sau gặp thằng nào. Đấy, chuyện này thì nói chung là cũng có được eco đâu. Hai thằng eco mà. Đó. Ui, đồ được ấy. Đồ được đấy. Nhưng mà trời, chưa ra thấy thêm một cái gì đấy ngon nghẻ cả. Đồ này là tôi có thể ghép được cái huyết trượng hoặc là cái giáp băng rồi này. Đấy, huyết trượng thôi. Huyết trượng trước anh em ạ. Ưu tiên. Món đồ ưu tiên. Cái món đồ này hay lắm. Đấy, nó tích stack thì đầu game là dễ đánh ở chuỗi thắng. Tất nhiên là nó sẽ ưu tiên sau cái Blink. Nhưng mà tôi không có Blink anh em ạ. Chán thật sự. Thế là thôi cứ ghép cái huyết trượng trước. Còn cái Blink thì để sau. Nhưng mà Blink thì chắc chắn là nếu mà chơi bắn trưởng là phải có ấy. Bắt buộc ấy. Ưu tiên cái Blink hơn cả cái xung kích luôn. Ok, ăn được thằng này không? Khả năng vẫn ăn được anh em ạ. Khỏe thật sự. Mặc dù nhìn đối thủ to nhá. Ăn rồi, hay quá. Rồi. Tôi đã phải tích bài khá nhiều xong tôi lại cứ phải bán đi ấy. Từ lấy giờ tôi bán đi hơi nhiều đấy. Quả này lên 7 không nhỉ? Lên 7 kẹp Spirit vào. Biết đâu lại có cơ hội cắt được chuỗi ở thằng kia. Nhờ anh em nhờ. Nhưng mà trông cũng hơi khó. Bây giờ phải lổ ra con gấu mết thì mới có cơ hội cắt được chuỗi thằng kia. Khó lắm. Toàn 1 sao. Toàn 1 sao như này thì nói chung là không ăn thua. Bây giờ phải lên được 2 sao cơ. Bây giờ cái con nó đang gánh nó chính là con Thunder ấy. Con Thunder mà nó bị bớ vào thì nó rất dễ toang. Ơ thằng này tưởng phá chuỗi mà cuối cùng vẫn không có chuỗi là sao nhở? Tôi thấy thằng này vừa lên nó bỏ trắng bàn mà. À chắc là bị phá chuỗi rồi. Hình như là có 2 thằng eco đúng không? Lẽ hình như có 2 thằng eco thì phải. Đấy cũng có được chơi đâu. Cũng có được chơi chuỗi đâu. Khó. Lava Saman. Bây giờ có 3 rồng rồi ấy. Hết slot cho lava rồi. Thôi anh em ạ. Con lava này nhá. Bây giờ tôi lên cho lên 2. Tôi cho vào trong thì không có kích hoạt Selegi. Đấy nó lại thế cơ. Thọt tiền lắm. Thôi không chơi. Con này không chơi. Chuyện này chơi 5 rồng mà. Có chơi Saman đâu. Thế anh em nhá. Tí nữa nó sẽ là 3 rồng vào anh em ạ. 3 rồng vào ở level 8 là kẹp 3 rồng vào luôn. Thế nó mới mạnh được. Còn bây giờ mà lại bảo Lava Saman, đã Lava Saman thôi thì bỏ rồng. Nếu mà tôi mua Lava Saman là xác định chơi Saman luôn. Thì thôi, bỏ rồng. Nhưng mà bây giờ tôi đang làm theo coi như là yêu cầu của anh em Nguyễn Bin mà. Đấy. Kể ra mà nếu mà con Lava Saman nó lên sớm ấy thì tôi còn mua, bây giờ nó muộn rồi. Mất chuỗi luôn này. Hơi thọt tiền. Thôi được, bán cái con lava đi cũng được. Đấy. Ui, đây ơi. Trời ơi, chuyện này đúng là kiểu chơi Saman ấy. Nếu mà không phải làm theo yêu cầu của anh em Nguyễn Minh thì chắc tôi cũng chơi Saman mết nó cũng mạnh. Mạnh lắm ấy, mạnh lắm luôn ấy. Nhưng mà thôi, được rồi. Thì 6 mét vào đã. 6 mét này. Đấy. Lên 8 nó sẽ là 3 rồng 6 mét đấy. Ở level 8 thôi anh em ạ. 3 rồng 6 mét ở level 8. Chính vì thế tôi sẽ bán cái con Water Spirit đi. Không mua nữa. Ổn rồi. Ra là con gấu mết. Hay quá. Cái con Saman thì sao nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn giữ được cái con mấy con Saman này. Bởi vì bây giờ nhá, nếu mà chúng ta giữ gấu ấy, chúng ta tha một chút đi. Chúng ta giữ gấu câu đến hẳn round 21 rồi bỏ gấu đi vẫn kịp. Mà khi mà ví dụ như là nó nổ ra con gấu Saman ấy là ở level 8 nhá, tức là round 16 ấy, kẹp vào là được Storm Saman. Kẹp thêm được Storm Saman vào nữa. Đấy, Storm Saman mà kẹp với gấu Saman thì là kích hệ được hệ Saman. Là có 2 con Saman. Hack 6 giây đầu game đã. Sau đó thì cái skill của con Storm Saman nó cũng khóa được skill nữa anh em ạ. Đấy, đây là tôi đang không chơi 4 Saman, mà tôi đang giữ cái con Storm Saman này để tôi cắt chuỗi ở đằng kia. Anh em ạ, phải có con này, phải có con này, nó khóa skill. Nó là một cái khống chế đầu game đấy. Khi mà chưa có con Tsunami thì cái con Storm Saman này nó cũng là một cái khống chế mạnh đấy. Và tôi nghĩ là tôi sẽ giữ lại cái con từ từ đã. Bây giờ round sau nhá, có thể kẹp, thậm chí là bỏ 2 gấu. À bỏ một con gấu 2 tiền đi, xong rồi cho kẹp lava vào cũng được luôn mà, mạnh hơn mà. Đúng không? Mạnh ấy chứ, tương đối mạnh á. Đấy, như round này là tôi có thể là up cấp và cho con Storm Saman vào để gia tăng sức mạnh của đội hình. Storm Saman này là skill đam ma pháp đấy. Sát thương ma pháp mà đánh với cả kẹp với cả mết này thì nó sẽ rất là mạnh. Ok. Rồi, lấy cái giáp băng rồi. Thế thôi, còn những cái món đồ này thì thực ra là vẫn chưa lấy được cái gì. Chưa biết lấy cái gì anh em ạ, để dành thôi. Đồ chuyện này nó cũng hơi lèo khèo. Đấy, bài thì nó không ra xin nhưng mà đồ nó lại ra rất là assassin. Thế nó mới lừa anh em ạ. Kể ra mà đầu game ấy mà ra con ốc sớm ấy thì tôi cũng chơi assassin đấy. Nhưng mà nó không ra ốc anh em ạ. Đấy, nó phải ra con ốc, có phải dấu hiệu là ra con ốc cơ. Rồi, ok. Chưa gặp cái thằng Weddy kìa. Ui, thằng này to thế. To vãi đài ạ. Vẫn thua. Ui rồi ôi, đúng vào cái vòng xoay của con Du. Sword Master, đồ này lấy chắc là cho Secret Lancer rồi. Khỏe thật. Bây giờ cái tầm này nhá, mà ra con gấu Saman ấy là tôi cho 4 con Saman vào kích luôn anh em ạ. Chơi 4 Saman luôn. Đúng rồi. Thực ra bây giờ vẫn có thể là cho 4 Saman bằng việc là kích Wizard với cả cái con Saman 1 tiền. Nhưng mà không ăn thua, yếu hơn anh em ạ. Yếu hơn, không đủ 6 mét. Chơi hàng real chứ tôi không chơi cái hàng fake. Giờ trừ khi là ra con gấu Saman ấy thì tôi kích hoạt 4 Saman tạm, tôi chơi. Đấy, kết hợp với cả 6 mét, 4 Saman. Nhưng mà phải chơi level 10 đấy. Thay vì thế tôi có thể là tôi giải tán Saman xong rồi tôi chuyển sang tôi chơi rồng luôn. Bởi vì 5 rồng kết hợp với cả 6 mét là có thể chơi được ở level 9. 5 rồng 6 mét chơi được ở level 9 nhá. Đây này. Đủ 5 rồng rồi này. Thôi, giải tán nó Saman đi thôi. Ok. Tôi có nên giải tán luôn con gấu đi không nhở? Thực ra nếu bây giờ bỏ con gấu đi thì cũng chả nhét được con nào vào cho nó ngon nghẻ cả. Trừ khi là bây giờ lên 9. Lên 9 kẹp 3 rồng vào thì còn có khả năng là chơi được. Tuy nhiên round này là gặp cái thằng, khả năng gặp cái thằng có chuối là rất cao. Như này liệu ăn được không nhở? 6 mét thì vẫn có khả năng ăn nếu mà con gấu này nó lướt. Nói chung là nó lướt tốt, nó giết được người, nó có thể reset lại thì vẫn có thể ăn được. Đây rồi, ui gặp rồi. Chăm sự nhờ mày đấy. Đấy, Storm Saman hay quá. Được quá bạn ơi. Ui rồi ôi, anh em thấy không? Tất cả là nhờ con Storm Saman và con gấu đấy anh em. Trời ơi, nhìn cái quả combo. Ui, đúng rồi anh em ơi. Tôi đã có một cái sự lựa chọn rất chính xác. Rồi, ok. Thôi được rồi, bỏ Storm Saman đi thôi. Hay quá, quả giữ được con Storm Saman cắt chuối ấy. Ngon. Bán con rồng Egosit đi, kiếm tiền. Con này 3 tiền nó đắt lắm anh em ạ, bán đi rồi. Tí nữa Dragon Clay vào thôi. Đấy, còn chúng ta có thể kích hoạt Wizard là đủ 5 rồng rồi, cũng chả cần. Rồi, round này có nên bán con gấu đi tròn tiền không nhỉ? Bán con gấu thì nó sẽ được 40 tiền đấy. Nhưng mà biết đâu nó lại câu được ra con gấu mết, đúng không? Thôi, tôi quyết định giữ đến round 20. Như nói vừa lấy là chúng ta có thể giữ gấu đến round 20, sau đó bỏ đi cũng được. Nốt round này anh em ạ. Ui, gặp Clyde. Mất đống máu rồi. Bọn này bây giờ khiên to lắm. Bọn Lai này bây giờ khiên to lắm anh em ạ. Chơi mết là bắn vào không ăn thua. Trừ khi là Lăm Rồng. Lăm Rồng tung trưởng trước khi bật khiên thì đánh được. Ơ có ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Vẫn ăn được này. Hay quá, hay quá. Có xác, có xác. Ui, lổ ra cái con gấu đùa. Thế mà không phải con gấu mết nhỉ? Rồi ra quả gấu mết thì thôi xác định luôn là game này là của tôi. Nhưng mà rất tiếc, nó lại là gấu đù. Con gấu đù anh em ạ. Rồi round này thế nào đây? 3 rồng vào. Ok. Đép được quái không nhở? Chắc là đép được thôi. Chắc là đép được thôi. Ok 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 ok. Chắc đép được. Bọn mết này nó hơi thiếu tăng ấy. Tăng ở phía trên nó hơi mỏng. Hơi sợ một chút. Ui Tsunami luôn này. Nhưng mà không chơi. Không chơi nhá. Không chơi không mua. Tầm này là đủ slot rồi. Ở level 9 chúng ta có 5 rồng. Chơi 5 rồng luôn. 5 rồng 6m. Ở level 9. Đấy còn tí nữa nó sẽ là 5 rồng 9m. Ở level 12. Level 11 là chơi được rồi. 5 rồng 9m 2 gót ở level 11. Chính ra nhá, nếu mà chơi 5 rồng 6m ấy, chỉ cần là đánh ở level 8 thôi là đủ rồi. Nếu mà ra là con rồng 5 đô. Ra con rồng 5 đô là chỉ cần chơi ở level 8 thôi. Đấy. Được đấy nhờ. Chơi rồng bây giờ dễ phết. Ui lượt phát chết mẹ hết luôn. Vào phát chết hết luôn anh em ạ. Đúng là 6m có khác. Gấu bây giờ mới lên hay sao nhở? Bây giờ thực ra là để mà câu được cái con gấu mết lên 2 sao thì nó, nếu mà nó ra thì may mắn lắm anh em ạ. Tốt nhất là ra trái trứng thôi. Trái trứng là ok. Chứ còn bây giờ tự lổ ra con gấu mết thì hơi khó. Bởi vì bây giờ tôi câu có 1 gấu thôi mà. Tôi có để có 1 gấu vào trong thôi. Rồi. Đồ này bây giờ vẫn chưa dám chốt. Chốt được cái hồi chiều. Ngọc giảm hồi chiều. 4 set. Lấy không? Lấy mẹ 4 set ghép luôn. Ok. Mười 11 cuốn sách thôi là tôi có thể lên được level 11 rồi. Nếu mà chơi tiết kiệm thì 11 cuốn. Còn nếu mà chơi thoải mái thì có thể là 12 cuốn. 12 cuốn sách. Xin 12 cuốn sách là chắc chắn lên được 11. Thế còn 12 thì chỉ chưa tính đến. Nhưng mà chắc chắn là trận này là lên được 11. Ok. Đấy, gặp bọn này này là toang này. Gặp bọn này là nó bật giáp lên là không có cái gì để gây đam ấy. Ui ui. Khỏe thế. 7 máu cơ. Căng thật. Nhưng mà tôi vẫn đang giữ máu tốt lắm nhá. Bây giờ tôi đang 73 máu đấy. Tôi là đang xếp thứ 2 đây anh em. Đấy, mặc dù là đội hình thì nó cũng xây dựng từ từ dần dần thôi. Toàn những cái con 1 sao thôi. Nhưng mà chúng ta form được cái synergy mạnh anh em ạ. 5 rồng vào là tung trưởng phát luôn là clear được khá khá rồi. Đấy, nếu thua thì cũng mất ít thôi. Vừa vào phát là tung trưởng luôn. Clear được khá khá đội hình của địch. Còn thua thì chắc là cũng chỉ lọt khoảng 5 máu, 6 máu là vừa. Tức là tôi còn có thể trụ được 10 round nữa đến round thứ 30. Đến tầm round 30 thì lại có đồ cam nó lại thế giới anh em ạ. Nói chung tầm này tôi vẫn thấy tôi đấm được một vài thằng. Ui, chơi cái đéo ấy nhở? Gladiator cái gì đấy? Ô, có phải cái đội hình Gladiator Glacier của tôi không nhở? Có phải không? Không, không phải đâu anh em ạ. Tôi đùa anh em thôi. Cái con Gladiator là nó biến từ cái con Saman đấy. Đó, chơi Glacier Saman. Bộ đấy thì thực ra thì cũng mạnh đấy. Nếu mà ra được Secret Lancer kẹp với cả Saman. Counter ở cái bộ này này. Nó counter ở cái bộ 5 rồng 9m đấy. Cái bộ đấy nó khá khỏe. Nhưng mà có sống được đến lúc đấy không thì nó lại cái câu chuyện nó khác anh em ạ. Trận này thực ra là tôi đánh là nó cũng khá là thọt tiền, nhưng mà tôi cuối cùng thì tôi vẫn giữ được cái lượng tiền là đến bây giờ cái thời điểm này là nó đã ổn rồi. Cái đầu game là khá là thọt tiền, ôm bao nhiêu thứ anh em ạ, mua rất nhiều thứ ở dưới. Đây, cái thằng này phá chuỗi này, vừa lẽ có được chuỗi thua đúng không? Đánh chuỗi thua đi chưa? Chơi cái đéo gì vậy? Glacier gì vậy? Sợ là sự. Mà sao dạo gần đây nhiều người chơi Glacier đấy nhở? Glacier kẹp cái súng à? Hunter à? Glacier Hunter, vãi đái. Ảo nhờ. Rồi, round 25 anh em ơi. Kiếm sách. Ok. Ăn được không? Này có ăn được không? Chỉ sợ toang quái thôi anh em ạ, nhìn nó hơi mỏng ấy. Lên 10 luôn. Không dám coi như là để chín anh em ạ. Quả rau quái phải up cấp là anh em biết là đánh cẩn thận đến cái mức độ như nào. Để chắc chắn là lên được 11 ấy là phải chơi như thế này ấy. Chứ còn nếu mà không có con rồng mập vào thì sợ là toang quái lắm. Bọn này nó mỏng mà. Con mết này nó rất mỏng. Cần phải có rồng mập để nó giảm tốc đánh đi. Rồi ok. Rồi. Vậy là cứ lên được 11 đã này. Ui, giáp băng. Nhưng mà lấy cái RO trước, tôi nghĩ là lấy cái RO trước. RO tí nữa chắc chắn là lấy để cho con rớt đấy anh em ạ. Rồi. Bây giờ tạm thời cho con gấu. Con gấu nó sẽ cầm cái RO. Con gấu mết nó sẽ cầm cái RO. Coi như là nó vào cái nó lướt, sau đó nó lướt thêm phát nữa luôn. Mà không cần phải giết người. Đến cái lượt thứ hai nó giết người thì là được. Là nó có thể lướt đến cái lượt thứ ba. Đấy. Cho con này là hợp lý. Rồi. Và bây giờ chúng ta có thể kích hoạt được là ở đây nó là 6 human ở đây rồi. Tức là nếu mà chúng ta thắng là chúng ta sẽ có cơ hội là có 4 cuốn sách để có thể cắn sách lên 12 đây anh em. Hy vọng là round này trận đấu này là sẽ có thể lên 12. Tôi có thể chơi được mắc binh. Này kẹp cá rồi này, chơi cẩn thận phết nhờ. Chơi cẩn thận phết đấy. Nhưng mà vẫn thua bạn ơi. Hay quá, có sách rồi này. Bây giờ mà con gấu mết lên được 2 sao thì tôi lại yên tâm luôn. Cho xin quả trứng là tôi đập luôn con gấu mết đấy anh em ạ. Rồi. 5 round thẳng nữa anh em nhá, 5 round thẳng nữa. 5 trận thắng nữa thì trong đấy là có cái round 30 và round 35 là đánh quái rồi. Đấy, vậy là chỉ cần 3 trận thắng người nữa thôi. 3 trận đấu với người và chiến thắng nữa thôi là được. Là chúng ta có thể lên được 12. Đấy, cơ hội khá là rộng mở trong trận đấu này đấy chứ. Lên 12 một cái là nó sẽ là gì? Là 9m. 9m kết hợp với cả 4 gót tối thượng đấy của bạn Nguyễn Minh yêu cầu đấy. Bây giờ là cái trận đấu là có thể nó sẽ là 9m và 2 gót rồi. Tức là chúng ta có thể form được đội hình đó rồi. Chúng ta chỉ còn chưa lên được 4 gót thôi. Còn chắc chắn là lên được 5 rồng kết hợp với cả 9m và 2 gót rồi nhá anh em nhá. Đánh ở level 11 là có thể form được rồi. Còn lên được 12 thì nó sẽ là 4 gót. Ok. Lại thắng rồi này, được đấy. Hay quá anh em ơi. Chỉ còn 2 trận nữa thôi. 2 trận thắng nữa thôi anh em ơi. Nhưng mà nó chính xác ra ấy, là chỉ còn 1 trận thắng nữa thôi. 1 trận thắng người thôi anh em ạ. Còn lại là chúng ta đến ra quái chắc chắn lên được 12. Từ bây giờ đến round 30 chỉ cần 1 trận thắng nữa thôi. Ôi. Cố lên nào, cố lên nào. Sắp lên được 12 tối thượng rồi anh em ơi. Là nếu mà bây giờ mà thua luôn đến round 30 ý, là không lên được 12, là ở round 31 là bắt đầu là không chơi được cái đội hình này nữa rồi anh em ạ. Bắt buộc phải lên 12 để form được đội hình. Nếu không là mỗi round lại chấp nhận là chỉ thắng để kiếm 2 sách thôi. À kiếm 1 sách thôi. Đấy, nó lại thế cơ. Là bắt buộc là phải thắng ở round này hoặc round sau. 28 29 thắng nhá. Đừng có để đến round 30 mà không thắng được, không lên được 12 là toang đấy. Round 31 là 2 món đồ cam rồi anh em ạ. Bọn nó đều form là những cái đội hình mạnh rồi thì lúc đấy nó không có sách đâu. Cố lên nào. Ui mày quá anh em ơi, gặp bọn goblin. Ui Mình xin nhá, mình xin nhá. Ôi rồi ôi, ra bom ra máy bay ra ca lông để làm gì đâu bạn ơi. Chào nhé, cảm ơn vì đã cho sách. Được quá nhờ, hay quá, gặp thằng Goblin anh em ạ. Thế là chúng ta lên được 12 rồi. Chỉ cần thắng một trận thôi mà. Round 30 lên được 12 là được, không cần phải round 29. Round này không cần thắng. Đấy, round này thắng thì ngon, nhưng mà round này không thắng thì vẫn lên được. Lên được 12 rồi, thế là ok rồi. Thay con Kunka vào nhở. Ở đây có con Kunka ngon này. Cho vào Kunka có cái thuyền ngon. Cái thuyền này nó rất hay ở cái chỗ là nó vừa gây được cái đam mà kích hoạt 6 mét ấy, là cái đam của cái thuyền này, con thuyền nó rất là to. Đấy, mà ngoài ra thì cái con thuyền ấy nó có khống chế 1,5 giây. Là khống chế là gọi là khá là cứng đấy. Khống chế diện rộng. Nên là tôi sẽ thay con thuyền này vào ngon anh em ạ. Thay cho Akali hợp lý. Ui, gặp thằng Beat này thì chắc là thua. Beat này là Beat Ca Lông à. Beat Ca Lông này còn có Bet Omen 2 sao. Thôi Chịu 10 máu. Rớt này. Ui, đủ 9m rồi này anh em này. Đủ 9m rồi đấy. Đấy, thế này là đủ 9m rồi. 9m bây giờ thay con rồng ra. Thay con Dragon Clay ra. Đấy, thay con Dragon Clay ra. Thay con Kunka ra là đủ 9m. Đấy, cho hai con rồng này vào. Được chưa? Đấy, ok, nhưng mà nếu mà chúng ta lên 12 sao thì nó vẫn có thể giữ được cái con Dragon Clay trong đội hình. Xong nữa tí nữa tìm God vào thôi nhỉ. Tìm God vào thay thế thôi. À, chơi là 4 God kết hợp với cả 5 rồng và 9m. Tối thượng của Nguyễn Minh đây nhá. Đấy, tôi là chắc chắn là thực hiện được rồi. Bài này là thực hiện được rồi, nhưng mà có ăn được những cái thằng còn lại không thì tôi cũng chưa biết đâu. Bởi vì cái đội hình thực ra là nói là tối thượng nhưng mà nó lại cũng không tối thượng cho lắm. Bởi vì cái đội hình 9m kết hợp với 5 rồng với cả 4 gót thì đam nó chủ yếu đam phép. Và nó sẽ bị counter bởi con Lancer anh em ạ. Đấy, thế là nói là tối thượng thì nó là tối thượng nhưng mà nó lại không tối thượng. Nếu mà gặp cái con Lancer 2 sao mà nó kẹp 4 cá vào thì cũng chưa chắc là đã là làm gì của nó đâu. Đấy, thế là cái này thì còn phải tùy thuộc vào xem là list game mà chơi cái bọn nào anh em ạ. Rồi, lên 12 đã. Ok, 9m vào tôi. 9m này. Ok chưa? Rồi, cái con rồng thì cứ từ từ đã anh em nhá. Con rồng cứ để ngoài đã. Tí nữa thay vào sau. Tí nữa là nếu mà 4 gót ấy, 5 rồng thì vứt cái bộ tôi sẽ vứt cái con Dragon Clay đi đúng không? Thì nó mới chơi được gót, nó mới kích hoạt được gót. Bỏ cái bộ human đi. Vứt Dragon Clay về vứt con The Saw. Đúng rồi. Đấy anh em thấy không? Đây là khó đấy này. Tôi vừa mới nhắc đến cái con này xong. Cái con Lancer và nó có cái BKB. Rất khó chơi, không hề dễ nhá, không hề dễ nhá. Đấy, đây là nó là 9m rồi đấy. 9m kết hợp với cả 2 gót rồi đấy. Nhưng mà 4 gót thì nó cũng vẫn thế anh em ạ. 4 gót thì nó không có gì khác biệt lắm. Chỉ là tung trưởng nhiều hơn thôi. Nhưng mà tung trưởng nhiều hơn thì nó phải đồng nghĩa với giết người. Chứ còn nếu mà nó không giết được người ấy, nó không kết liễu được con Lancer thì nó vẫn là, nó gọi là phế thôi. Mà khả năng là chuyện này là khả năng phế là cao này. Đấy, đồ dồn nó rất hay. Bây giờ chỉ có vào phát giật chết luôn thôi. Giật chết trước khi Lancer bật được BKB thì may ra còn có cửa. Thực ra là cũng có cái trường hợp là cái con rớt này nó giật, nó vào phát nó giật chết luôn. Đấy, cái tỷ lệ của nó là 1 trên 1 triệu. Giật phát chết luôn, giật trúng vào Lancer và giật chết luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp lắm anh em ạ. Đấy, thực ra tôi bây giờ tôi bắt lạt hết mà. Tôi đấm hết, tôi đấm từng thằng đi một. Nhưng mà riêng cái thằng đấy tôi lại không đấm được. Thế như này. Còn 3 nhà đó. Đây rồi. Giảm hồi chiêu cho rớt. Ok. Cấm đánh không? Lấy cấm đánh hay là 2 tia nhỉ? Còn cái cấm hồi máu phải lấy ấy, anh em ạ. Ui, chết rồi, đập trứng hơi sớm nhỉ. Đập trúng hơi sớm. Con rớt nó ra được tới 4 con rồi mà con Thunder Spirit vẫn chưa lên được 2. Cay thật. Ghép cái Berlin. Tí nữa tôi ghép cái chống hồi máu anh em ạ, chứ tôi không ghép cái 2 tia. Ui, vào giật mạnh phết đấy anh em ạ. Rồ khác. Ăn được cái thằng Beat này thì chắc là không có cửa ăn được 9m rồi. Bây giờ chỉ còn cái thằng 9 Warrior thì nó cũng không sợ thằng Beat đâu. 9 Warrior thì gặp Beat như là cá gặp nước thôi anh em ơi. Warrior thì nó có ngại gì cái bọn Beat đâu anh em. Nó chẳng ngại cái bọn nào cả. Nó chỉ ngại một cái con Dark Spirit 2 sao RO thôi anh em ạ. Đấy. Tức là tôi có khi là không chơi được cái đội hình của bạn Nguyễn Minh rồi. Nó chỉ là lên được là tối thượng theo cái kiểu là 9m thôi, 9m 5 rồng thôi. Chứ còn cái con cuối cùng là tôi nghĩ là nó phải là con Dark Spirit, chứ nó không phải là 4 gót đâu anh em ạ. Dark Spirit, hoặc là nếu mà không có Dark Spirit ấy, thì nó phải là một cái con nó có thể là counter được vào cái bộ đấy. Ví dụ như Ca Long để đấm cái đam vật lý để còn giết kết liễu cái con Lancer. Nếu không là không có cái con nào kết liễu được anh em ạ. Đấy, mà trong cái trường hợp mà không có Ca Long làm sao? Không có Ca Long, không có Dark Spirit thì có còn một cái phương án nào không nhở? Khó đấy anh em, nó còn kẹp cá vào này. Tức là nguyên cái đội hình này nếu mà kẹp thêm 4 gót thì nó cũng chả khác gì anh em ạ. Bởi vì nó chỉ là tung trưởng nhiều hơn thôi mà. Nhưng mà có giết được không ấy? Vấn đề là tung trưởng nhiều nhưng mà phải giết được. Còn tung trưởng nhiều mà đéo giết được thì cũng thế thôi anh em. Đấy, nó có giết được đâu. Không giết được anh em ạ. Máu con này nó thấp thì nó sẽ kháng phép nó càng cao. Đấy, mà rớt lúc đấy thì lại không giật được chết. Giật là phải giật một phát chết luôn cơ. Chứ còn giật mà để nó sống ấy là cái giật cái phát thứ 2 là không bao giờ chết luôn. Mà con rớt của tôi là có RO rồi đấy, mà nó còn không ăn thua đấy anh em ạ. Thôi nhá anh em nhá. Không chơi được là 4 gót đâu. Trận này là không chơi được 4 gót. Bây giờ là sẽ phải kiếm con Ca Long, tiêu diệt lốt cái thằng Beat, xong rồi là chúng ta sẽ kiếm con Ca Long vào anh em ạ. Kiếm Ca Long hoặc là kiếm con Dark Spirit 2 sao. Dark Spirit 2 sao RO thì chơi được. Đấy. Nhưng mà cũng phải có cái điều kiện đấy. Có cái điều kiện đấy chính là cái con Secret Lancer của nó ít đồ hút máu thôi. Secret Lancer của nó mà quá nhiều đồ hồi máu thì con Dark Spirit nó cũng không ăn thua đâu. Bởi vì là nó đốt máu xong nó lại đầy máu ấy. Chết rồi. Lấy cái cướp điên à? 3 tia cướp điên. Cướp điên này. Cấm đánh. Ô, đây rồi. Có giải pháp rồi anh em ơi. Squire slot 12. Slot thứ 12 là Squire rồi anh em ạ. Được. Con này được anh em nhá. Con này được, từ đã phải giết cái thằng Beat đi đã. 33 máu anh em ạ. Beat còn 33 máu. Phải giết chết thằng Beat đã. Rồi, còn 13 máu thôi. Cho thằng Beat đi đã. Nói chung là cái con này khó chịu thật đấy. Không làm gì được nó luôn anh em ạ. Đao sau cho Beat đi luôn. Đao này cho thằng Beat đi luôn. Rồi, vứt con rồng mập đi anh em nhá. Rồng mập nó không có tác dụng. Khạc vào nó không có giải quyết được vấn đề. Bây giờ là phải kẹp vào là 5 rồng. 5 rồng nữa cái gì sai nhỉ? Thiếu cái gì nhỉ? Từ từ nhá. Thiếu một cái gì đấy. Đổi cái con rồng Exorcist ra ngoài, thay là con rồng 1 tiền vào thì là chúng ta kẹp được thêm Squire luôn. Đúng rồi, đây anh em ạ. Bỏ gấu ấy thôi, Tầm này gấu gì nữa bạn ơi. Ui, đẩy thằng Beat đi luôn. Thằng Beat thì quá dễ rồi. Không có Lancer thì quá dễ. Còn cái thằng Warrior này bỏ gấu đi nha anh em nhá. Rồi, cá lông này. Ui, Squire này, hay quá. Squire 2 sao là ăn được nhá. Không cần phải lằng nhằng đâu, không cần phải đổi nhiều đâu. Chỉ cần cho Squire vào thôi. Không cần phải là chuyển sang Exit luôn đấy. Không cần phải chuyển sang Ca Long lằng nhằng đâu anh em ạ. Nếu mà con Squire này lên 2 sao là chơi được nhá. Squire lên 2 sao là chơi được nhá. Không cần Dash Spirit. Không cần Dash Spirit nữa. Mà cũng không cần phải chuyển nhiều đâu. Squire này lên 2 sao là chơi được anh em ạ. Để xem nào. Cái vấn đề là chúng ta vẫn đang giữ 9m. Vì vậy nên là nó clear cũng rất nhanh. Đấy, rất dập phát là gần chết hết rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây này. Đấy. Trừ giáp anh em ơi. Trừ giáp. Squire nó trừ giáp. Đây là mới là Squire 1 thôi. Squire 2 thì chắc là ăn được. Squire 1 thì thua. Ui ơi, chắc gì đã thua. Ui giời à. Ui, có một máu. Giật mình, đối thủ giật mình luôn. Ui rồi, Squire 2 rồi anh em ơi. 2 sao rồi bạn ơi. Thế thì cái câu chuyện nó đã kết thúc được chưa? 2 sao rồi anh em ạ. Squire lên được 2 sao rồi thì vừa lấy 1 sao còn ăn thì bây giờ 2 sao thì bạn đỡ thì đéo được. Nói cho nó nhanh. Rồi. Quả vừa lấy là tí chết ấy. Địch thủ là lẽ ra là chết rồi đấy anh em ạ. Lấy cái này cho con Squire tăng mana cho nhanh. Ok. Ui, chuyển nhanh đấy. Ui, rớt của tôi giật phát chết luôn kìa. Rớt vì phản đam anh em ạ. À. Mê. Vãi đái đợt thế này thua à? Chưa chắc bạn ơi. Squire vẫn đang gọi đệ. Uy tín. Ui rồi là gọi đệ tiếp này. Trừ giáp nhiều lắm. Ui. Làm gì có cái cửa anh em ơi. Đây nó mới là tối thượng anh em ạ. À. Tôi mà kẹp 4 gót vào chưa chắc đã tối thượng như thế này đâu. Anh em thấy không? Khỏe chưa? Đấy. Nó đã gọi là 12 quân 5 rồng 9m rồi thì nó chắc chắn nó là tối thượng rồi. Chỉ là cái con cuối cùng nó là con nào rồi anh em ạ. Thì trong cái trận đấu này ấy, tối thượng của nó sẽ là 5 rồng 9m kẹp Squire anh em nhá. Đấy nó là tối thượng. Chứ không phải là kẹp 4 gót đâu. Anh em thấy cái pack Ngọa Hổ Tàng Long của tôi nó hay không? Nó ra cái con Squire rất đúng lúc luôn. Đấy nó là cái việc xếp đội hình chuẩn đấy anh em. Chỉ có xếp đội hình chuẩn thì nó mới có cái con đấy nó mới ra được thôi. Nó mới tự ra được thôi. Chứ còn nếu mà xếp vớ vẩn thì đấy làm gì có 5 rồng rồi tự nhiên lại xuất hiện ra cả Squire ở đây đâu. Thế nên là anh em cứ yên tâm mà cầm cái pack của tôi vào mà khai phá rank đi nhá. Nhanh còn kịp. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể ấn đăng ký để xem các clip khác của tôi. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái cũng là chơi cái đội hình này. Nhưng mà cầm trong cái pack Tam Pháp Sát Long anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ God Bomb tối thượng nó mạnh đến cỡ như nào. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.